Chào các bạn, do có hai người nhờ viết linh phù và hóa hộ, một người là viết linh phù cầu duyên cho con ở Đức và một người là viết linh phù vì bố đi khám sức khỏe thì nghi bị ca, thì mong muốn viết để tăng sức khỏe và hy vọng là không bị ung thư, đỡ bị ung thư. Tôi viết cái sức khỏe trước, còn mong muốn kết quả không ung thư. Hôm nay không để ý ngày âm bao nhiêu, không biết là chắc dưới siêu thị vẫn có hoa quả. Hóa hộ mọi người đi mua hoa quả là ngại. Đang bận nhiều việc. Ung thư là ao. Lâu không viết từ này. Khám gì mà lại tận 7 ngày mới có kết quả. Xã Ít Kiêu, đặt tên Ít Kiêu. Có u đã sinh thiết 4 mảnh. Đây là viết xong chưa đóng dấu. Thông thường viết xong chưa đóng dấu của mình là được khoảng 180. Tôi đóng dấu trước xong tôi viết cái cầu duyên sau. Đóng chuyện xong đúng tên này, thực ra là đã kết nối, có kết nối là mạnh lắm rồi. Tuy nhiên là mình vẫn phải mua hoa quả thắp hương các bạn nhé. Đây là xong một người, đây là cầu duyên ở Đức. Tôi kể câu chuyện cầu duyên của tôi, không biết có bạn nào còn nhớ ở kênh cũ. Đây là mong muốn kết hôn sớm. Kết hôn và thành gia. Thường nhiều người ra nước ngoài là bị gọi chứng là ngại giao tiếp.
Đây rồi, viết xong này. Mong muốn thành hôn. Đây, được tại 108. Linh phù, cái chuyện duyên của mình lâu ngày à, ít người nhờ chuyện duyên nên lại đang để đâu, đi tìm cái chuyện hồ ly đã. Mọi người toàn nhờ cầu nháy điện, toàn nhờ cầu tài với các vấn đề sức khỏe, duyên thì thỉnh thoảng. Đóng chuyện là thì bao giờ cũng mạnh hơn. Thì hồ ly nương nương là có cái bí thuật riêng. Tôi chưa đưa vào văn khấn, có lẽ là văn khấn thầy cúng thì tôi sẽ cho các bạn cho đầy đủ. Thì ở đây vẫn có tượng của hồ ly nương nương. Bây giờ đi mua hoa quả này. Quả thì không có nhiều, có chuối, có roi, có dưa. Dưa thì về phải bổ ra, roi thì cũng được, chuối thì chín hết rồi. Hồ ly nương nương tôi mới đưa lên trên nên linh phù của bạn cầu duyên tôi đưa lên trên này. Dưa cắt đôi ra rồi. Tùy mỗi người một quan điểm đúng không? Mọi người thường để cả quả, còn tôi thì cứ phải bổ ra để cho có đúng mùi vị. Còn của người tăng sức khỏe thì bên dưới có linh phù Thái Thượng Lão Quân. Cửa thì tất nhiên là phải mở ra, tôi để mở hé 20-30 phân là cũng ok rồi, không nhất thiết phải mở hết.